Con của Lê Dương Bảo Lâm, Phan Hiển trổ tài nhảy hit Jisoo, Blackpink. Trong tập 15 Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, các con của Dương Lâm và Phan Hiển đã có màn gặp gỡ thú vị, tạo nên nhiều bất ngờ khi cùng khoe kỹ năng nhảy nhạc Blackpink. Với chủ đề Cho con tất cả, tập phát sóng tuần này mang đến bầu không khí tràn đầy năng lượng, màn dạo chơi và thử thách nấu ăn để lại dấu ấn khó quên với các cặp bố con trong hành trình. Nhận được nhiều sự chú ý chính là cuộc hội ngộ đầy tiếng cười của gia đình Lê Dương Bảo Lâm và Phan Hiển tại phòng tập nhảy khi các con cùng nô đùa dưới nền nhạc của Blackpink. Trong khi Bảo Ngọc có chút ngượng ngùng khi gặp anh Kubi và chị Anna, thì Bảo Nhi lại khá thoải mái và nhiệt tình tham gia vào những điệu nhảy được hướng dẫn từ Phan Hiển. Trong một khoảnh khắc, Anna đề xuất ba mở ca khúc hit đình đám của Jisoo, thành viên nhóm nhạc Blackpink, khiến cho cả Kubi và Bảo Nhi vô cùng hứng thú, vì có lẽ đây mới chính là bài tủ của cả ba. Giai điệu của ca khúc Flow nổi lên, Bảo Nhi, Anna và Kubi đã nhanh chóng vào dáng và thực hiện những động tác cực đáng yêu. Trước đó, Phan Hiển cùng hai con Kubi, Anna thực hiện nhiệm vụ đi siêu thị mà nóc nhà Khánh Thi đã giao trước đó. Ba Hiển đã nhanh trí, giao đề bài cho Kubi và Anna mua các loại thực phẩm với số tiền 180.000 đồng được mẹ Thi gửi gắm trước khi tạm xa ba bố con. Mặc dù kết quả không như kỳ vọng của Ba Hiển nhưng điều đặc biệt chính là giây phút cả hai anh em Kubi và Anna biết nhường nhịn khiến cho anh rất hài lòng. Trước giờ đi ngủ, sau những phút giây nô đùa thỏa thích của Anna và Kubi, Phan Hiển đã liên tục đưa ra thử thách với mong muốn các con vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Về phần gia đình Lê Dương Bảo Lâm, nam diễn viên tiếp tục sáng tạo khi chơi cùng các con. Anh mở spa tại gia với hai nhân viên Bảo Nhi, Bảo Ngọc và vị khách đầu tiên cực đáng yêu chính là em Phin. Với khả năng sơ hở là diễn tiểu phẩm, lần này Lee Min Ho Đồng Nai đã giúp cho ba chị em có được giây phút vui vẻ, gắn bó với nhau. Bên cạnh đó anh cũng được trải nghiệm dịch vụ spa cực chất lượng từ Bảo Nhi và Bảo Ngọc. Lê Dương Bảo Lâm còn hào hứng, các con của ta, sau này ta sẽ để hết tài sản cho các con. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm còn cùng các con của Mưu tập một tiết mục văn nghệ để dành tặng cho mẹ Quỳnh Quỳnh. Bảo Nhi đã trổ tài biên đạo múa với sự tham gia của hai vũ công khác chính là Dương Lâm và bé Bảo Ngọc cùng khách mời em Phin. Mặt khác, MC Thành Trung cho hai nhóc tỷ Dino và Goku thử sức với bộ môn thể thao mới mà anh vô cùng đam mê, đó chính là bóng đá. Lần đầu tiên cùng ba ra sân bóng, cả Goku và Dino còn nhiều bỡ ngỡ và không kém phần tò mò. Ban đầu, cả hai tỏ ra rất thích thú nhưng sau một lúc chạy lòng vòng trên sân, Dino và Goku đã thấm mệt và bắt đầu làm lơ ba trung mặt cho anh liên tục gào thét, khiến thử thách lần này của nam MC trở nên khó nhằn hơn. Đồng thời, cũng trong tập này, Thành Trung vì muốn tạo bất ngờ cho bà xã khi trở về nhà nên tự mình nấu nướng dưới sự hướng dẫn của đầu bếp có 18 năm kinh nghiệm trong nghề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.